chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến video tiếp theo của tôi. Đây, các bác thấy đây là con chín mã của tôi. Tôi đang trên đường vào nơi làm việc của tôi về hướng kia các bác nhá. Hiện tại thì trời mưa gió. Đây, xe đã ướt hết rồi, lên đường đây. Người tôi đây. Đấy, áo mưa các thứ. Đây, giày mình cả túi ni lông cho đỡ bẩn. Đây. Tôi đi từ hướng kia về nhá, hướng kia là từ thành phố Yên Bái đi ra đường cao nút giao IC12. Ở đây là đường Vân Hội các bác nhá, đây là đường mới làm. Đường này sẽ đi đến qua Đại Lịch này và đến Mỹ. Đến Mỹ sau đó sẽ qua Ba Khe, Nghĩa Tâm rồi vào Đồng Khê nơi tôi làm việc mỏ đá của tôi nhá. Thế các bác đi cùng tôi nhá. Đến địa điểm muốn giới thiệu với các bác rồi. Đây, cái xe của tôi thì bẩn hết rồi. Yeah, cái hướng đằng kia tôi vừa đi đến đằng này các bác nhá. Tôi vừa đi từ đằng kia lại. Từ đây. Cái di tích lịch sử, cái địa điểm mà tôi muốn giới thiệu cho các bác đây. Có cái biển đây. Chúng ta hãy cùng đi lên xem là cái gì nhá. Hướng tí tôi sẽ tiếp tục đi đường này. Đây. Bẩn hết rồi các bác. Hiện tại thì trời đã tạnh rồi, thi thoảng còn những hạt mây bay thôi. Tôi đợt trước thì tôi có quay video ở đây nhưng tôi không nói gì.
Hôm nay tôi sẽ nói kiểu dạng như vlog với các bác. Tôi sẽ nói cho các bác, để nói chuyện với các bác nhá. Không có mọi người là bảo không tự tin. Đây, đây nó có những cái bậc lên nhá. Đấy, dưới đây. Chắc là hai vợ chồng hay bạn đèo nhau. Đây, bậc lên đây. Đây, đến mùa nước nó chảy trên đây, nó chảy theo cái rãnh này nhá. Qua cái cống kia, nhưng cống kia bị tắc rồi. Nhiều lúc là nó tràn qua đường. Đấy, một chiếc xe nó vừa cái đường này luôn. Đấy, nhiều hôm là đi về là đất đá tràn hết ra đường này các bác nhá. Nó chùi trên này xuống. Thôi không linh tinh nữa, tôi sẽ lên. Đây, đây họ đổ bê tông và chắc xây dựng lại mà. Chỗ này chắc là mới xây đây. Đây để ngăn nước không cho chảy ra đường nhá. Ngăn nước chảy xuống đây, để xuống rãnh. Đây, trên là rừng nhá. Rừng rậm, rừng nguyên sinh hoang vu các bác nhá. Đây, cái di tích tôi muốn giới thiệu các bác đây là di tích trận đánh đèo Zin. Di tích trận đánh đèo Zin nhá. Công trình này do Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái và xã Đại Lịch, xã Việt Hồng thực hiện tháng 5 năm 2013. Và cái di tích này được khôi phục xây dựng lại vào tháng 5 năm 2013 nhá. Thì chúng ta hãy xem nội dung đây họ ghi là gì đây. Di tích trận đánh đèo Zin, nơi đây khe cây Sâng, bản Zin, xã Việt Hồng ngày 20 tháng 11 năm 1947. Đội du kích xã Đại Lịch Văn Chấn do đội trưởng Hoàng Minh Lưu chỉ huy đã mưu trí phục kích, đánh tan một trung đội địch đi càn quét, diệt một tên Pháp, 6 tên lính Ngụy, nhiều tên khác bị thương. Trong trận này, chiến sĩ du kích trẻ Hoàng Văn Thọ đã can đảm cướp súng đánh lạc giặc và anh đã anh dũng hy sinh. Năm 1998, liệt sĩ Hoàng Văn Thọ đã được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trận đèo Zin mở đầu cho chiến tranh du kích trong vùng Địa Hậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và đây là một cái di tích rất là nổi tiếng. Như các bác học lịch sử thì các bác có thể biết được. Đây, hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến tận đây. Đây chính là cái địa điểm của cái trận đánh đèo Zin năm xưa, năm 1947, ngày 20 tháng 11 năm 1947. Cách đây đã giờ là năm 2019 rồi, tức là cách đây 43 năm và 62 năm. Đấy, cách đây hơn 60 năm rồi. Lúc đấy tôi còn chưa ra đời cơ. Đây, đây cùng quang cảnh xung quanh các bác này. Toàn là đồi núi thôi, đường nhỏ, quanh co, đèo dốc. Đấy, chiếc xe của tôi đằng kia. Đấy, xuống dưới này có những cái bậc xuống dưới này, bậc rất nhỏ luôn. Đấy, vừa mưa xong thì nó có và sương mù. Đây các bác nhìn tôi không, vừa nhìn tôi không biết là tôi làm gì. Ok, đây là những người đang đi làm ăn buôn bán đây. Ở đây họ chở gì đây? Chở gà, chở vịt, tít buôn đây các bác này. Thôi kệ họ đi. Đây, xung quanh toàn là nứa thôi. Nứa dại rồi, đồi cây các thứ. Trên này rất dốc luôn các bác nhá. Độ dốc đây là, đây gần như là 70-80 độ nữa các bác ạ. Vâng, đây cái biển cái... Thôi, chúng ta hãy cùng tạm biệt cái di tích trận đánh đèo Zin tại xã Việt Hồng, Việt Cường các bác nhá. Và chúng ta sẽ, các bác hãy tiếp tục cùng tôi hành trình của tôi nhá. Thì tôi bây giờ tôi là đi được khoảng một nửa chặng đường rồi. Đây này, thì tôi sẽ đi đường này, tiếp tục đường này. Đấy, trời đã chuẩn bị mưa rồi các bác ạ. Các bác đi cùng tôi nhá. Đây, rất trơn trượt luôn. Đi phải cẩn thận và từ từ nhé. Nếu các bác nào có dịp mà thăm Yên Bái thì mà đam mê về lịch sử và những cái địa danh lịch sử nổi tiếng thì các bác hãy ghé qua đây nhé. Tôi thì đi qua đây suốt rồi, hôm nay mới quay video cho các bác xem, chia sẻ với các bác ở những vùng miền, mọi miền của Tổ quốc và những bạn bè trên thế giới biết được cái lịch sử hào hùng của cha ông ta ngày xưa. Rồi.
ơn các bác đã theo dõi video của tôi nhé. Nếu các bác hay thấy hay thì tiếp một lượt like, đăng ký kênh và bấm chuông ở bên cạnh để ủng hộ tôi nhé, để tôi có động lực làm những video tiếp theo của tôi. Cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày mới làm việc thật nhiều thành công và vui vẻ nhé. Chào tạm biệt các bác.